Con... Sao mẹ lại ở đây? Mẹ... Mẹ bám theo con đúng không? Con à, cũng vì mẹ lo cho con, mẹ không muốn con bị sai khiến nữa, nên mẹ mới theo dõi con đến đây. Nhưng mà không thấy ai hết. Nhà này là của ai vậy con? Thật ra ngay từ đầu con thừa biết mẹ theo con tới đây. Hả? Căn nhà này con tính mướn cho mẹ, thằng Nghĩa, thằng Trung, thằng Hiếu ở. Con nói vậy là sao? Vì con muốn mẹ được thoải mái hơn. Con à, mẹ không có muốn như vậy đâu. Mẹ thích ở chung với các con cùng một nhà thôi. Bao nhiêu năm nay mẹ sống xa các con rồi, bây giờ mẹ không biết mẹ chết khi nào nữa. Mẹ chỉ muốn cuối đời được đoàn tụ sum vầy bên các con thôi. Nhưng con làm như vậy là muốn tốt cho mẹ. Không, mẹ không muốn ở riêng. Mẹ không thấy tốt đẹp gì khi cả nhà mình không đoàn tụ ở bên nhau. Hay là con sợ mẹ cản trở việc làm của con nên muốn tách mẹ ra đúng không? Mẹ không đi, có chết mẹ cũng không ra riêng. Thôi, tạm thời mẹ về nhà đi nha. Mẹ con mình cùng về. Cậu ơi, trả tiền cho cậu nè. Nhiệm vụ của cậu tới đây là xong. Dạ, cảm ơn bà. Có gì bà cứ gọi cho con. Cảm ơn cậu. Ủa mẹ, đi đâu mà về cùng với anh hai vậy? À mẹ, mẹ đi chơi với anh hai. Ủa, đi chơi? Sao không rủ tụi con theo? À, chỉ là đi coi nhà linh tinh thôi. Khi nào thì chuyển mẹ cậu ra ngoài? Còn để bà trong nhà là còn nguy hiểm. Có lẽ tôi sẽ là người chuyển ra ngoài. Cậu có tình cảm với con bé giúp việc thật sao? Phụ nữ luôn mang lại phiền phức, cậu không nên vĩnh liêu. Trường muốn tống mình ra ngoài để được can thiệp với chuyện của nó. Mẹ. Hả? Chuyện gì vậy con? Hồi sáng con đi chợ về, thấy mẹ vội vội vàng vàng leo lên xe hơi để bám theo xe anh Trường. Con thấy sao? Dạ, thì giờ con chờ mẹ về để hỏi nè. Sao mẹ lại mướn xe bám theo anh Trường vậy? Đâu có. Mẹ đâu có bám theo anh Trường con đâu. Mẹ đi công chuyện riêng của mẹ, sau đó mẹ gặp anh Trường rồi mới về cùng thôi. Vậy hả? Ừ. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói với mẹ nè. Có chuyện gì nữa?
Hôm nay lúc mẹ và anh Trường đi ra ngoài, ở nhà con nghe từ phòng anh Trường phát ra một âm thanh rất lạ. Thôi, con giỡn với mẹ hả? Dạ không đâu. Lúc đó anh Trung và anh Hiếu ngủ trưa nên chỉ có mình con nghe à. Âm thanh phát ra từ phòng anh Trường nó làm con rất sợ. Con làm như phòng anh Trường có ma vậy. Không phải ma, mà là giọng con người. Cái gì? Con nghe xong con sợ lắm. Con không biết sao nên mới nói mẹ nghe nè. Nè, con nghe như thế nào? Con nghe giọng nói: alo, cậu có đó không? Cái gì? Làm như có một ai đó gọi cho anh Trường vậy đó. Nhưng không hiểu sao giọng nói rất lớn. Con nghe khá rõ. À, hay là cái điện thoại của nó? Điện thoại thì phải có người bấm mới nghe được. Mà lúc đó anh Trường đã đi ra ngoài rồi. Alo, cậu có ở đó không? Hay là kẻ ẩn danh gọi cho nó? Con nghĩ anh Trường khóa cửa bằng mật mã là phải có nguyên do của nó. Chắc là có bí mật gì đó mẹ. Nhưng hôm bữa mình vô phòng nó mình đâu có thấy cái gì đâu. Tại mình vô gấp quá. Với lại chưa gì anh Trường đã đuổi mình ra như đuổi tà rồi. Con nghĩ là mẹ nên tìm hiểu xem giọng nói đó là của ai, phát ra từ đâu. Nhưng mà mẹ không có biết mật mã. Con có cách mở được mật mã nè. Đừng có xúi mẹ phá ổ khóa lần nữa nha. Trời ơi, ổ khóa đó mà hư lần nữa là tôi sống không nổi với thằng Trường đâu đó. Là cách này nè. Là cái này nè. Cái đó là cái gì vậy? Là bột lưu vân tay. Con lấy nó ở đâu? Con mua. Vậy là con đã chuẩn bị sẵn ý đồ đột nhập phòng thằng Trường đúng không? Thì con đi mua trước rồi về bàn với mẹ sau. Con muốn giúp mẹ mà, nếu như mẹ đồng ý. Cái này sử dụng sao vậy? Dạ, bây giờ á, chờ sau khi anh Trường bấm mật mã đi ra, con với mẹ sẽ rắc bột này lên trên bàn phím. Nói vậy là con gặp rồi hả? Dạ, con gặp ảnh được một lần. Anh ấy quan tâm chăm sóc Bảo Ngọc dữ lắm. Con đây nhìn con thấy ganh tị nữa. Chẳng trách gì Bảo Ngọc nó bỏ quên con. Thì cô cũng mong sao nó gặp được người tốt, để sau này cuộc đời nó đỡ vất vả. Dạ, con thấy anh Nghĩa tốt và hiền lành lắm. Vậy hả con? Bảo Ngọc thiệt là may mắn. Vậy còn con thì sao? Con có người yêu chưa? Dạ, con vẫn đang FA. Con cũng muốn tìm một người tốt giống như anh Nghĩa lắm. Hình như nó về tới rồi kìa. Dạ. Xin lỗi nha, để bạn phải chờ rồi, mình vừa xong việc. Vậy thôi, giờ tụi mình đi luôn nha. Dạ, con chào bác. Chào con. Để anh đưa hai đứa đi nghe. Dạ. Công việc tốt hết hả hai con? Dạ, tốt mẹ. Hay là mấy đứa ở lại ăn cơm xong rồi hẳn đi? Dạ, thôi cũng trễ rồi, để bữa khác con nghe. Dạ, thưa mẹ con đi. Dạ, cho bác con đi ạ. Thưa cô con đi. Con đi nha. Dạ. Mình hành động được rồi đó mẹ. Ừ.
Con nhắm có được không con? Mẹ sợ cái camera quá. Mẹ yên tâm đi, con đã nghiên cứu kỹ rồi. Mình bỏ sát xuống sẽ không thấy đâu. Làm thôi. Có được không con? Được không vậy con? Lên rồi nè mẹ. Mau bấm đi con. Trời ơi, rồi đó con ơi. Để con làm lại, để con làm lại. Ôi trời ơi, nó hú kìa. Làm sao bây giờ con? Hú vậy coi chừng tầng trường nó quay lại đó con ơi. Mẹ chờ con chút nha. Trời, tôi chết rồi. Con ơi, hình như 5 lần không đúng là bị khóa đó. Con biết rồi. Bạn đã muốn làm sai mà biết. Con ơi, chỉ còn một lần nữa thôi đó. Dạ. Chết rồi con ơi, thằng Trường nó gọi. Nó đang gọi nè, hình như nó biết rồi đó con ơi. Đừng, đừng, thầy đừng có nghe. Đừng có thử lại lần nữa. Được rồi mẹ. Bạn đã mở khóa thành công. Trần Trần nè, con nghe tiếng nói đó phát ra từ đâu vậy? Mẹ đâu có thấy cái gì lạ đâu. Kỳ lạ ta. Mẹ ơi, trong đây còn có căn phòng nữa. Trời ơi, có khi nào bên trong đó là... Để con thử bột trên tay. Xuống đi, để anh lái. Dạ.
Sao rồi con? Mau mau đi con. Trời ơi, anh Trường con dậy thấy là chết luôn á con ơi. Hiện lên 4 số thôi mẹ, còn 2 số nữa. Chết rồi, 1 số tìm không ra, huống chi 2 số. Con ơi, con nghĩ cách đi con. Tìm cách nào đi con, suy nghĩ thêm đi con. Mẹ đợi con tí. Cố lên con, ráng lên đi con. Không sớ. Chuyện gì? 23 tháng 6, năm 84 sinh nhật của anh Trường. Đúng rồi, đúng rồi, rồi. Trật. Hả? Con ra ngoài canh anh Trường đi. Một mình mẹ ở đây được rồi. Anh Trường chưa có về cho con coi với. Mẹ, thôi đừng có cãi mẹ. Đi ra ngoài đi con. Mẹ. Đi. Đi. Mẹ. Mẹ. Sợ tắt hết rồi. Trần Trần, con vô đây làm gì? Để con sửa cho mẹ. Hai người làm gì vậy? Tại sao lại tưới vô phòng của con? Em chỉ giúp mẹ thôi à. Em xin lỗi. Mẹ biết làm gì nguy hiểm lắm không? Trường ơi, bây giờ mẹ đã hiểu tất cả. Vì sao con nói con không thể dừng lại được? Bởi vì chính con là kẻ sản xuất ra cái thứ độc hại đó, đúng không? Mẹ không bao giờ hiểu được đâu. Trường ơi là Trường, mẹ xin con, mẹ gia con, hãy dừng lại khi mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Đừng làm những việc này nữa con ơi. Có phải con đang bảo che cho một ai đó đứng sau lưng giật dây con phải không? Hả? Tốt nhất là mẹ đừng dính dáng vô chuyện này nữa. Sao con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ? Ai điều khiển con? Tại sao con phải bao che cho nó? Từ giờ con sẽ không ở trong căn nhà này nữa. Đường. Đường. Đường ơi, con đi đâu vậy? Mẹ đừng quan tâm tới con nữa. Trường ơi, con đừng đi mà. Đừng đi mà Trường. Trường ơi, đừng đi mà Trường ơi. Đừng đi mà Trường ơi. Đừng đi Trường. Trường. Trường ơi Trường.